Đây chương trình Tơ Lòng Trên Phím Nhạc. Quý vị khán thính giả thân mến, không biết từ bao giờ âm nhạc đã đến với con người, hiện hữu trong đời sống như một giá trị tinh thần vô giá. Để có những cung bậc ngọt ngào ấy, người nhạc sĩ đã đem hết cảm xúc phổ vào những cung đàn nguyên điệu, trải tơ lòng mình trên phím nhạc, và từ đó để lại cho đời những nhạc phẩm mà chúng tôi tin tưởng rằng sẽ còn sống mãi với thời gian. Xin mời quý vị cùng chúng tôi bước vào thế giới của tơ lòng trên phím nhạc qua sự diễn đọc của nhóm thực hiện chương trình Hồng Phong, Phi Anh và Phi Vân. Trân trọng kính mời quý vị cùng theo dõi. Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến toàn thể quý vị khán thính giả khắp mọi nơi đã vào và lắng nghe chương trình Tơ Lòng Trên Phím Nhạc. Vẫn là những lời cầu chúc tốt đẹp của chúng tôi gửi đến quý vị, cũng như ước mong mọi sự an bình sẽ đến với tất cả mọi người. Hôm nay, chương trình Tơ Lòng Trên Phím Nhạc kỳ thứ 94 sẽ được tiếp tục với dòng nhạc tình của nhạc sĩ Lam Phương. Như đã thư chuyện từ trước cùng quý vị trong chương trình số 93 vừa qua, hôm nay chúng tôi sẽ bắt đầu 3 chương trình liên tiếp dành cho dòng nhạc tình của nhạc sĩ Lam Phương. Và đây là những sáng tác mà ông đã viết chỉ dành riêng cho những mối tình trong cuộc đời của ông. Không như nhiều nhạc sĩ khác, họ thường che giấu những mối tình bên ngoài gia đình, và đa số những sáng tác của họ dành cho những mối tình ấy thường chỉ được biết đến sau khi họ đã từ giã cõi đời. Nhạc sĩ Lam Phương thì không hề tìm cách che đậy, giấu giếm những mối tình ấy của ông. Chúng ta có thể thấy khắp nơi trên mạng Internet, trên báo chí, những tài liệu viết về những mối tình ngoài gia đình của Lam Phương. Và cũng vì thế, chúng tôi không ngần ngại khi đưa những chi tiết có vẻ khá riêng tư ấy vào chương trình Tơ Lòng Trên Phím Nhạc. Có lẽ đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự tan vỡ của những cuộc hôn nhân của nhạc sĩ Lam Phương. Nhưng biết làm sao được, khi trái tim người nghệ sĩ lúc nào cũng cần sự rung động để có thể cho ra đời những bản tình ca bất hủ. Có những người phụ nữ có thể chịu đựng, nhẫn nhịn chồng trong chuyện trăng hoa của ông, ví dụ như Hiền Thê của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn, hoặc Thái Hằng, vợ nhạc sĩ Phạm Duy. Họ đã để cho các ông tự do bay bướm, và nhờ thế đã để lại cho chúng ta biết bao tuyệt phẩm mà hầu hết trong số đó đều đã đến từ những cuộc tình ngoài gia đình của họ. Nhưng cũng có những nhạc sĩ không có được cái may mắn ấy, mà điển hình là nhạc sĩ Lam Phương và những cuộc hôn nhân gãy đổ của ông. Hôm nay, chúng tôi xin mở đầu dòng nhạc tình mà Lam Phương đã sáng tác cho những cuộc tình đã đi qua cuộc đời ông, và xin được mở đầu bằng ca khúc rất nổi tiếng của Lam Phương, sáng tác có tựa đề Một Đời Tan Vỡ. Chúng tôi thiết tưởng không có ca khúc nào diễn tả chính xác hơn về cuộc đời tình cảm của người nhạc sĩ tài hoa này, bởi những cuộc hôn nhân của ông đã liên tiếp bị đổ vỡ và ông đã phải sống lẻ loi cô độc trong những ngày cuối của cuộc đời. Sao đen như áng mây chiều đông, gió heo hút con tim lạnh căm. Đời sương gió bước chân lẻ loi âm thầm, giây phút yêu đương xa vời lắm. Tình đầu êm như con sóng du hồ xanh, thoáng đã thấy đau thương thật nhanh. Kỷ niệm xưa muốn chôn vui đi tan tành, cho nhớ thương vơi giờ cũng đành. Tình một đời thì mang lừa dối, còn tình một đêm sớm bỏ ra đi.
trở về tìm đường xưa chung lối, chỉ gây khổ thêm mà thôi. Cuộc đời như con nước đưa bèo trôi, đến lúc có lúc không cũng vậy thôi. Từ đây sẽ vắng câu mộng mơ xa vời, đây đó cho qua một kiếp người. Sóng du hồ xanh thoáng đã thấy đau thương thật nhanh. Kỷ niệm xưa muốn chôn vui đi tan tành, cho nhớ thương vơi rồi cũng đành. Tình một đời thì mang lừa dối, còn tình một đêm sớm bỏ ra đi. Trở về tìm đường xưa chung lối, chỉ gây khổ thêm mà thôi. Thà cuộc đời như con nước đưa bèo trôi, đến lúc có lúc không cũng vậy thôi. Từ đây sẽ vắng câu mộng mơ xa vời, đây đó cho qua một kiếp người. Từ đây sẽ vắng câu mộng mơ xa vời, đây đó cho qua một kiếp người. Từ đây sẽ vắng câu mộng mơ xa vời, đây đó cho qua một kiếp người. Tiếng hát của nữ ca sĩ Thùy Dương và ca khúc Một Đời Tan Vỡ đã mở đầu cho chương trình Tơ Lòng trên phim nhạc kỳ thứ 94 ngày hôm nay, với dòng nhạc tình tiếp nối của nhạc sĩ Lam Phương. Chúng tôi xin mở đầu phần tình ca mà Lam Phương sáng tác cho những đối tượng trong những cuộc tình của ông với ca khúc Ngày Hạnh Phúc. Ca khúc đã được ông viết tặng riêng cho nữ nghệ sĩ Túy Hồng, là người vợ đầu tiên của ông. Chúng tôi xin có đôi dòng nói về nghệ sĩ Túy Hồng. Túy Hồng tên thật là Trương Ánh Tuyết. Vào giai đoạn ấy, cô là kịch sĩ nổi tiếng của đài truyền hình và truyền thanh Sài Gòn. Từ thuở còn là học sinh trung học, Túy Hồng đã bắt đầu bước lên sân khấu kịch của Ban Dân Nam. Vì trong đoàn có nghệ sĩ Kim Cương, nên Túy Hồng thường chỉ được giao vai thứ nhì, dù rằng khán giả và báo giới ngày ấy rất chú ý đến cô. Sau lần cô xuất hiện trong vở kịch Áo Người Trên Nữ đã từng làm khán giả đổ rất nhiều nước mắt. Sau Tết Mậu Thân 1968, Túy Hồng mới bắt đầu tách khỏi đoàn Kim Cương để thành lập Ban Kịch Sống. Trong mỗi vở kịch, Túy Hồng thường tìm cách đưa vào một bài hát của chồng, do chính Túy Hồng hát. Túy Hồng không phải là ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng cô có lối diễn tả của một kịch sĩ, nên bài nào cô trình bày trên sân khấu Kịch Sống cũng đều gây được tiếng vang rất đáng kể. Vào khoảng đầu thập niên 1960, mỗi buổi sáng sớm, Đài Phát Thanh Quân Đội thường cho phát thanh một nhạc phẩm vui tươi với âm hưởng sống động, đó là nhạc phẩm Ngày Hạnh Phúc của nhạc sĩ Lam Phương. Theo nhiều tư liệu, Ngày Hạnh Phúc được viết vào khoảng năm 1959. Đây có lẽ là giai đoạn hạnh phúc nhất trong cuộc đời người nhạc sĩ. Ông viết Ngày Hạnh Phúc cho vợ là Túy Hồng, và Tiếng Khóc Đem Lại Niềm Vui Bất Tận là tiếng khóc của người con gái đầu lòng. Ngoài niềm vui trong hạnh phúc lứa đôi, đây cũng là lúc sự nghiệp âm nhạc của ông bắt đầu thăng hoa, đời sống kinh tế sung túc, vững vàng. Nghe lại nhạc phẩm Ngày Hạnh Phúc, chúng ta thấy rõ niềm vui sống, lạc quan, hân hoan với cuộc đời tươi sáng của ông. Chúng tôi xin mời quý vị khán thính giả cùng nghe lại những âm hưởng nồng nàn, phấn khích của nhạc phẩm Ngày Hạnh Phúc qua tiếng hát của nữ ca sĩ Phương Hồng Quế
và nam ca sĩ Anh Khoa. Tìm được bên mơ mừng cho đôi uyên ương sớm sum vầy vui trong hạnh phúc, và đôi tay thân yêu sẽ là nguồn sống của đời ta. Nhiều khi mong trăng lên chung chén trà kể chuyện thuở xưa, bên đêm hồng đùa vui trẻ thơ. Hôn nhân đầu tiên của nhạc sĩ Lam Phương đã kết nối ông với nữ nghệ sĩ Túy Hồng. Thế nhưng, mối tình đầu tiên của ông lại là một người khác. Người thiếu nữ đã đi vào trái tim của người nhạc sĩ là ca sĩ Bạch Yến. Nhắc đến nữ danh ca Bạch Yến là phải đề cập đến một dấu ấn mà cô đã để lại bằng tiếng hát của mình với giai điệu nức nở của nhạc phẩm Đêm Đông, sáng tác bởi nhạc sĩ Nguyễn Văn Thường vào thập niên 1930. Nữ ca sĩ Bạch Yến có một quá trình hoạt động âm nhạc với đầy dẫy những thành tích xuất sắc xuyên suốt cuộc đời hoạt động âm nhạc nghệ thuật của mình, từ khi cô chỉ mới là một tiếng hát thiếu nhi cho đến những sinh hoạt tại các phòng trà ca nhạc. Tiếng hát Bạch Yến đã được yêu mến qua đủ thể loại âm nhạc của ca nhạc Việt Nam lẫn ngoại quốc. Nhạc sĩ Lam Phương khi ấy cũng là một khuôn mặt rất nổi tiếng trong nhiều lĩnh vực âm nhạc nghệ thuật.
ông sáng tác, đóng phim. Một trong những cuốn phim đã có sự xuất hiện của Lam Phương là phim Chân Trời Mới, đóng chung với nữ tài tử Mai Ly. Tuy vậy, mối tình của Lam Phương dành cho ca sĩ Bạch Yến có thể coi là một mối tình đơn phương, bởi ca sĩ Bạch Yến nhiều lần đã thổ lộ rằng cô đã từng coi Lam Phương như một người anh thân thiết và chưa bao giờ nhạc sĩ Lam Phương thổ lộ tình yêu với cô. Có nhiều giai thoại xoay quanh mối tình đơn phương này của nhạc sĩ Lam Phương. Tuy nhiên, chúng tôi cũng không kiểm tra được tính trung thực của những câu chuyện ấy. Hơn nữa, cũng không muốn đào sâu vào những chi tiết quá riêng tư này. Sau đây, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị liên tiếp 7 sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương đã cho ra đời, mà đối tượng chính của những ca khúc ấy là nữ danh ca Bạch Yến. Chúng tôi xin mở đầu với ca khúc Tình Bơ Vơ. Nhà văn Nguyễn Đình Toàn đã có lần nhận xét về dòng nhạc của Lam Phương trong cuốn Bông Hồng Tạ Ơn như sau: Lam Phương không phải là người có ưu thế khi viết lời ca, nhưng ông giữ sự trung thực, không cố viết những lời làm ra mới mẻ, nhưng tự trung chẳng có ý nghĩa gì như một số người khác đã làm. Công chúng yêu nhạc Lam Phương đã rất có lý khi yêu Tình Bơ Vơ và còn hát mãi cho tới ngày nay, bất kể trong nước hay hải ngoại. Bản nhạc có lời ca giản dị, kể chuyện nhưng vẫn mang tính dự cảm về một định số viễn xứ, mở ra kết cục cuối cùng là Tình Bơ Vơ. Xin giới thiệu đến quý vị nhạc phẩm Tình Bơ Vơ qua sự trình bày của nam ca sĩ Don Ho. Bước êm đêm xa xưa nay đã đi vào quên lãng, trời vào thu Việt Nam buồn lắm em ơi, mây tím đang dâng cao vời mà tình thương chưa lên ngôi. Ngày mình yêu anh đâu hay tình ta gian dối để bước phong trần tha hương, em khóc cho đời Việt xứ. Về làm chi rồi em lặng lẽ ra đi, gom góp yêu thương quê nhà dâng hết cho người tình già. Anh đâu ngờ có ngày đàn đứt dây tơ, một phút tim anh ngỡ hờ chọn kiếp anh vương sầu như. Nỗi điên cả đời mình đã đi tìm, cả đời mình xây ước mơ cho ngày mộng được nên thơ. Cuối cùng cho anh xin một đêm trăng trôi, tìm đống cho ta năm xưa, dâng hết cho lần yêu cuối. Rồi từng đêm nhịp bước cô đơn, em khóc cho duyên hững hờ, anh chết cho mộng. Dây thơ một phút tim anh ngỡ chọn kiếp anh vương sầu như. Nói điên cả đời mình đã đi tìm, cả đời mình xây ước mơ
cho ngày mộng được nên thơ. Cuối cùng là tình bơ vơ, cho anh xin một đêm chăn trôi, tìm đóng cho ta năm xưa, dâng hết cho lần yêu cuối. Rồi từng đêm nhịp bước cô đơn, em khóc cho duyên hững hờ, anh chết trong mộng. Nhạc phẩm Tiễn Người Đi được viết vào khoảng năm 1960. Người đi trong nhạc phẩm là nữ ca sĩ Bạch Yến. Tình cảm của Lam Phương dành cho Bạch Yến rất tha thiết, nhưng tâm hồn Bạch Yến lúc bấy giờ lại đang hướng về những chân trời mới xa xôi. Cô sang Pháp rời quê hương với tâm hồn say sưa cùng những hoạt động nghệ thuật. Những buổi trình diễn có tầm vóc quốc tế đang chờ đón, Bạch Yến đã để lại trong lòng người nhạc sĩ bao tê tái, sầu nhớ. Nỗi ưu phiền ấy thể hiện rất rõ nét trong nhạc phẩm Tiễn Người Đi. Kết hợp cùng những ngôn từ thê thiết, âm hưởng của Tiễn Người Đi, nỉ non, áo não như tiếng vạc kêu lẻ loi, cô độc. Tiếng vạc kêu xương ấy đọng lại trong lòng người nghe một niềm vấn vương khôn tả. Tiếng hát của nữ ca sĩ Phương Dung ngay giờ đây xin được gửi đến cùng quý vị khán thính giả với nhạc phẩm Tiễn Người Đi. Tàn mộng lòng vừa đẹp đôi một sáng tinh sương, tôi đưa người xa thank you.
dàn trên phim ta thu đến mơ đông qua ngỡ ngàng rồi hè lại buồn xa. Về làm chi, rồi em lặng lẽ ra đi, gom góp yêu thương quê nhà, dâng hết cho người tình xa. Đó là lời than vãn của nhạc sĩ Lam Phương trong nhạc phẩm Tình Bơ Vơ, khi nữ ca sĩ Bạch Yến từ ngoại quốc trở về Việt Nam trong một thời gian rất ngắn ngủi, rồi lại trở ra ngoại quốc. Nỗi xót xa khi chia tay lần thứ hai này đã là động lực để Lam Phương tiếp tục sáng tác những ca khúc mang đầy ưu tư buồn phiền. Mặc dù Bạch Yến lúc xuất ngoại thì Lam Phương đã lập gia đình với Túy Hồng, nhưng những ca khúc của ông vẫn tiếp tục bị ám ảnh bởi cuộc tình vô vọng ngày nào. Cũng chính vì thế mà khi mùa thu có thể được ví như mùa của tình yêu, với làn gió nhẹ nhàng, cây lá đổi màu, dễ làm cho tâm hồn người rung động. Điều này càng thể hiện rõ ràng hơn đối với một người nhạc sĩ như Lam Phương. Bởi thế mà những ngọn gió êm dịu của mùa thu cũng chỉ mang lại cho ông niềm nhớ nhung dày dứt. Trời chiều thu, lá rơi đẹp đến thế nào mà ông chỉ cảm thấy một nỗi buồn chồng chất, nhiều như những chiếc lá vàng rơi, và nỗi buồn xé nát con tim. Chúng ta hãy nghe ca sĩ Ngọc Lan diễn đạt tâm tư thất tình lúc ấy của nhạc sĩ Lam Phương qua nhạc phẩm được ông sáng tác vào khoảng năm 1969, nhạc phẩm mang tên Thu Sầu. Mùa thu thưa nắng, gió mang niềm nhớ. Trời chiều man mác, thank you.
vẫn chưa yên. Thương chi cho lắm giờ cũng xa nhau. Người từ ngàn dặm về mang nỗi sầu. Chúng ta vừa lắng nghe ca sĩ Ngọc Lan trình bày nhạc phẩm Thu Sầu của Lam Phương. Ca khúc thứ tư tiếp nối với loạt sáng tác mà đối tượng là nữ ca sĩ Bạch Yến sẽ là nhạc phẩm Nghẹn Ngào. Được sáng tác vào năm 1969, Nghẹn Ngào là một ca khúc mang rất nhiều âm hưởng nức nở, nghẹn ngào như chính tựa đề của nó. Ca khúc đã diễn tả nỗi sầu đau từ mối tình đầu tan vỡ, những lời hờn trách khi lời hẹn ước không thành. Có lẽ nghẹn ngào cũng là tâm sự của rất nhiều người với những mối duyên không tròn. Vì thế, nghẹn ngào đã từng là một nhạc phẩm rất phổ biến và được mọi người yêu mến. Ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi đến cùng quý vị khán thính giả nhạc phẩm Nghẹn Ngào với tiếng hát của ca sĩ Tuấn Anh. Về đi xa xôi rồi thăm nhau mà chi, duyên không tròn liều luyến càng thêm đau buồn. Thôi em đi về đi, đau thương này anh xin dành mang. Em đi về đi cho vui lòng người ta. Ôi ai có ngờ đâu đời em là bể sâu. Nay tình xưa đã chết, ngày vui đã tàn, lòng anh nát tan. Đời anh mong gì đâu, anh nào mơ mộng gì đâu. Khóc cho mối duyên đầu lỡ làng, lệ sâu chưa chan. Em nhớ chăng ngày xưa đôi ta nghèo, thôn xưa điều hiu, năm canh dài nước mắt nhiều hơn mưa buồn.
tiếc thương mà chi, trông mong gì em đi về đi, em đi về đêm nay cho tròn cuộc vui. Nếu chúng ta để ý thì sẽ nhận thấy rằng thông thường khi một nhạc sĩ sáng tác một ca khúc nào đó cho một đối tượng nhất định thì họ chỉ sáng tác một hoặc hai ca khúc mà thôi. Chẳng hạn, nhạc sĩ Văn Cao sáng tác bài Bến Xuân tặng cho nữ ca sĩ Hoàng Oanh khi cô một lần ghé đến thăm ông, hay như Cô Láng Giềng của Hoàng Quý và Em Đến Thăm Anh Một Chiều Mưa của Tô Vũ, vân vân. Nhạc sĩ Lam Phương đã vượt xa cái thông lệ ấy khi ông cho ra đời đến 7 sáng tác chỉ với một đối tượng là ca sĩ Bạch Yến. Điều này chứng tỏ mối tình của ông dành cho người ca sĩ này quả thật đã sâu đậm đến độ vượt xa sự tưởng tượng của mọi người. Cũng với những giai điệu buồn bã, nức nở, cộng với nội dung yếm thế và chán chường, nhạc phẩm Trầm Nhớ Ngàn Thương là sáng tác thứ 5 trong loạt ca khúc được Lam Phương sáng tác cho mối tình đơn phương với nữ ca sĩ Bạch Yến. Ca khúc này đã được ca sĩ Thanh Lan trình bày lần đầu tiên trước năm 1975 tại Sài Gòn. Hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị lắng nghe ca khúc Trầm Nhớ Ngàn Thương qua sự trình bày của nam ca sĩ Elvis Phương. Mất em rồi, xa em rồi, hoa đã tàn, nhụy đã phai. Chiều hôm nay trời thanh vắng, anh đi về, về với ai? Một người đi, một người sâu, nhìn hoa úa buồn về mau. Đôi chân mòn tìm dư âm hè phố vắng, lòng còn thương, tình còn nồng, mà đêm nhớ ngày
ngày chờ mong bao thu rồi nhìn lá chết rơi ngoài sông. Cánh thư này, kỷ niệm này, ta đã tìm về với nhau. Rồi hôm nay tàn mơ ước anh u sầu, em ở đâu? Chiều nay mây đen giăng sâu đường về, nhìn hoa rơi nào nề. Người ơi sao chẳng về, còn mong chi câu thề. Giận nhau sao em không nói ra đi, không một lời để buốt giá tim tôi. Ai ngờ chim trời vỗ cánh tung bay, người đi để nhớ cho đời. Làm sao tôi đến bên người, bao giờ mây hồng đưa bước em sang, hay từ đây anh dỡ dàng tình hơi chôn vào thiên thu. Một người đi, một người sâu, nhìn hoa úa buồn về mau. Đôi chân mòn tìm dư âm hè phố vắng. Lòng còn thương, tình còn nồng, mà đêm nhớ ngày chờ mong. Bao thu rồi nhìn lá chết rơi ngoài sông. Cánh thư này, kỷ niệm này, ta đã tìm về với nhau. Rồi hôm nay tàn mơ ước anh u sầu, em ở đâu? Chiều nay mây đen giăng sâu đường về, nhìn hoa rơi nào nề. Người ơi sao chẳng về, còn mong chi câu thề. Giận nhau sao em không nói ra đi, không một lời để buốt giá tim tôi. Ai ngờ chim trời vỗ cánh tung bay, người đi để nhớ cho đời. Làm sao tôi đến bên người, bao giờ mây hồng đưa bước em sang, hay từ đây anh dỡ dàng tình hơi chôn vào thiên thu. Chờ người là một ca khúc khác của nhạc sĩ Lam Phương sáng tác cho nữ ca sĩ Bạch Yến. Theo nhiều nguồn tư liệu thì nhạc sĩ Lam Phương đã kết hôn cùng Túy Hồng sau khi duyên tình với Bạch Yến không trọn vẹn. Bạch Yến ra đi sang tận trời Âu, Lam Phương ở lại. Tuy đã lập gia đình nhưng tâm hồn người nghệ sĩ vẫn có một nơi chốn, một góc yêu thương nhung nhớ dành cho người ra đi. Ông đã thổn thức: tình anh lạc chốn mê rồi, nhớ chăng người đã đi rồi. 10 năm trôi qua, Bạch Yến vẫn như cánh chim bay mãi tận những khung trời xa xôi. Lam Phương còn ở lại. Duyên không thành, ông không trách người, chỉ trách mình, và vẫn ưa một giấc mơ đẹp, ước hẹn muôn đời với người tình trong mộng tưởng. 10 năm trời chẳng thương mình, để anh thành kẻ bạc tình.
cầu xin cho mây về vui với gió, dù có qua bao đắng cay, muôn đời anh vẫn chờ em. Chờ em, chờ đến bao giờ? Mấy thu thuyền đã xa bờ, nhiều đêm cô đơn nhìn cây chút lá, buồn quá cơn mưa hắt hiu, đưa hồn về trong cô liêu. Tình anh lạc chốn mê rồi, nhớ chăng người cũng đi rồi. Ngày vui mang theo một cơn gió lốc, lệ thấm không khơi cứ tuôn, ai còn nhớ đâu mà thương. Thôi em ra đi về nơi xứ xa, đêm đông cô đơn buồn cho kiếp không nhà, lạnh giá rét buốt đời bác vương không chồng, chỉ còn lại nhớ mong. Mười năm trời chẳng thương mình, để anh thành kẻ bạc tình. Cầu xin cho mây về vui với gió, dù có qua bao đắng cay, muôn đời anh vẫn chờ em. Cho kiếp không nhà, lạnh giá rét buốt đời bác vương không chồng, chỉ còn lại nhớ mong. Mười năm trời chẳng thương mình, để anh thành kẻ bạc tình. Cầu xin cho mây về vui với gió, dù có qua bao đắng cay, muôn đời anh vẫn chờ em. Cầu xin cho mây về vui với gió, dù có qua bao đắng cay, muôn đời anh vẫn chờ. Quý vị vừa cùng chúng tôi thưởng thức Chờ Người, một sáng tác rất nổi tiếng của nhạc sĩ Lam Phương qua tiếng hát của ca sĩ Quang Dũng. Chúng ta đã lắng nghe 6 ca khúc viết riêng cho nữ ca sĩ Bạch Yến. Và bây giờ là sáng tác thứ 7
cũng là sáng tác sau cùng của Lam Phương viết cho người ca sĩ này. Đó là nhạc phẩm Tình Chết Theo Mùa Đông. Có lẽ Lam Phương đã muốn dùng tựa đề Tình Chết Theo Mùa Đông để xác định với chính bản thân của ông rằng mối tình đơn phương này thật sự cũng đã đến lúc phải kết thúc. Nếu như trong âm nhạc, nhiều nhạc sĩ lựa chọn mùa thu để làm chủ đề sáng tác cho những nhung nhớ, yêu thương hay những hoài niệm dấu yêu, thì mùa đông đã được chọn để dành cho những sự mất mát, chia lìa. Sau đây sẽ là tiếng hát của Mạnh Quỳnh và nhạc phẩm Tình Chết Theo Mùa Đông. Và ca khúc này cũng sẽ khép lại mối tình vô vọng của Lam Phương dành cho Bạch Yến, để chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một bóng hồng khác, người đã bước vào trong đời sống tình cảm của ông. Tình chết theo mùa đông năm
rồi còn gì. Anh sợ những ngày biệt ly. Thế rồi tình lại buồn vì ai gây chia ly, vì ai em ra đi mãi mãi. Giờ thì còn hãy muôn kiếp khóc cho nhau. Chúc em hạnh phúc trong tình duyên mai sau. Chúc em hạnh phúc trong tình duyên mai sau. Chúc em hạnh phúc trong tình. Và bây giờ, chúng tôi sẽ đề cập đến một nhân vật khác đã được nhiều người khẳng định rằng là người tình thứ nhì của nhạc sĩ Lam Phương, đó là nữ ca sĩ Minh Hiếu. Thế nhưng, chúng tôi lại không cho là như thế. Bởi thật sự, chúng ta chưa bao giờ nghe nhạc sĩ Lam Phương hoặc nữ ca sĩ Minh Hiếu kể lại bất cứ điều gì về chuyện tình này. Hoặc giả nếu có gì thì đây cũng chỉ là một mối tình đơn phương khác của nhạc sĩ Lam Phương sau nữ ca sĩ Bạch Yến. Mặc dù ông đã sáng tác đến 3 ca khúc mà đối tượng là nữ ca sĩ Minh Hiếu, nhưng chúng ta vẫn chỉ có thể nói rằng Minh Hiếu là người đã tình cờ đi ngang qua cuộc đời của nhạc sĩ Lam Phương và để lại cho ông một số kỷ niệm đẹp đẽ để ông lấy cảm hứng viết nên một số sáng tác mà thôi. Ca sĩ Minh Hiếu có khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ cùng giọng ca đặc biệt. Bà cùng với danh ca Thái Thanh, Thanh Thúy, Hùng Cường, Duy Khánh là những gương mặt ăn khách một thời của các chương trình nghệ thuật lúc bấy giờ. Biến Tình là một ca khúc viết từ những cảm xúc của một lần nhạc sĩ và Minh Hiếu đến Nha Trang cùng biệt đoàn văn nghệ. Họ đã kề cận bên nhau nơi bãi biển Nha Trang, ngay cạnh tựa đề trên bản nhạc đã phát hành. Nhạc sĩ còn ghi chú những dòng chữ kỷ niệm một đêm trăng trên bãi biển Nha Trang. Có lẽ đây đã là một kỷ niệm vô cùng êm ái giữa hai tâm hồn nghệ sĩ. Tâm hồn họ như hòa quyện vào nhau trong cái mênh mông của trời biển. Cái khoảng không gian vô cùng với dòng ngân hà rực rỡ xa xôi. Lam Phương đã ước nguyện được cùng nắm tay người yêu đi đến những nơi không còn phiền não, nơi cõi nhân sinh. Và cũng như những bóng hồng đến rồi đi đã một thời là nguồn cảm hứng trong những sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương, Minh Hiếu. Và niềm cảm xúc của ông mãi mãi vẫn còn tồn tại trong lòng những người yêu mến dòng nhạc Lam Phương qua Biển Tình. Giờ đây, xin mời quý vị cùng lắng nghe tiếng hát của nữ ca sĩ Thanh Tuyền trong nhạc phẩm đã một thời gắn liền với tên tuổi của cô những ngày trước năm 75, nhạc phẩm Biển Tình trong dòng nhạc Lam Phương. Sóng vô từng lớp xưa, bò tràn theo từng làn gió đưa. Một vầng trăng sáng với tình yêu chúng ta, vượt ngàn hải lý cũng không xa. Biển rộng đất trời chỉ có ta, vì dòng ngân hà mình biển không biên giới như tình em với anh hơn cả những gì sao đêm trăng nhô lên cao trăng gác trên đầu núi mây xanh xanh lơ vì đắm say tình mới. Đến đây với em mà ngỡ trong giấc mơ
trong vô từng lớp xa, bò tràn theo từng làn gió đưa một vầng trăng sao với tình yêu chúng ta, vượt ngàn hải lý cũng không xa. Biển rộng đất trời chỉ có ta, thì dòng ngân hà trăng nhô lên cao, trăng đáp trên đầu núi, mây xanh xanh lơ vì đắm say tình mới. Đến đây với em mà ngỡ trong giấc mơ, mắt em âu sầu là cả một trời thơ. Không gian im nghe nhịp đôi tim hẹn ước, mong sao tương lai đường trắng ta cùng bước, siết tay dắt nhau mình lánh xa thế nhân, lánh xa ưu phiền đắng cay trần gian. Đời em sẽ đẹp vì có anh, ngày dài sẽ làm mình nhớ thêm biển xanh cát trắng sóng hòa nhịp. Còn những chiều bâng khuâng trước khi tiếp tục với sáng tác thứ nhì và cũng rất nổi tiếng khác của nhạc sĩ Lam Phương, được viết dành cho nữ ca sĩ Minh Hiếu, chúng tôi xin có đôi dòng về người ca sĩ này. Minh Hiếu là một ca sĩ thường hát dòng nhạc được viết về những người lính. Minh Hiếu thường trình diễn cho những chương trình văn nghệ được tổ chức cho lính tại những tiền đồn hẻo lánh nơi mặt trận. Bất cứ khi nào có những chương trình như thế, thì Minh Hiếu đều gác lại mọi sinh hoạt văn nghệ ở Đại Nhạc Hội Phòng Trà tại Sài Gòn để đem tiếng hát của mình tới nơi tiền đồn, chiến tuyến, nơi mà cuộc chiến đang diễn ra khốc liệt. Ca sĩ Minh Hiếu luôn được giới quân nhân quý mến, trân trọng và đã từng được gắn lon hạ sĩ nhất danh dự của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Đây là một phần thưởng mà giới quân nhân đã dành cho Minh Hiếu để đáp lại những tình cảm và lòng chân thành của bà đã dành cho những người lính. Theo nhà văn Hồ Trường An, thì Minh Hiếu có giọng hát trầm và lạ, nghe rất quyến rũ. Tài tử Nguyễn Long, người đã từng viết truyện phim Thúy đã đi rồi, đã có lần nhờ Minh Hiếu đóng vai chính, tức là vai Thúy trong bộ phim. Tuy nhiên, phim đã không thành công vì Nguyễn Long lúc bấy giờ chưa có kinh nghiệm về kịch bản, lại kiêm luôn đạo diễn, nên từ đó trở đi, Minh Hiếu đã không còn đóng phim nữa. Sáng tác được đánh giá là cao điểm nhất của nhạc sĩ Lam Phương khi quen biết với Minh Hiếu, đó là ca khúc Em là tất cả, một sáng tác nổi tiếng đến độ có một số trung tâm băng nhạc cũng như nhiều người đã sửa tựa đề thành Thao thức vì em, và sửa đổi này đã không đúng theo ý muốn của nhạc sĩ. Ca khúc Em là tất cả sẽ được gửi đến quý vị qua tiếng hát của nam ca sĩ Tuấn Vũ. Em ơi suốt đêm thao thức vì em, lời ra từ lúc anh ra về, rằng mai đây anh lại thăm, ước gì tròn cuộc đời là mình luôn luôn có đôi. Em ơi nhớ thương thương nhớ cả đêm, làm sao quên được phút giây êm đềm, chờ mong sao cho trời sáng
giờ mình hẹn hò là đời quên hết sầu lo. Sao em ngồi lặng lẽ để lòng anh tái tê, hãy trả lời anh đi, nghĩ gì mà đợi chờ. Nhiều lần chung ước mơ, bên nhau ta cùng hứa, quên đi chuyện năm xưa. Em biết cho chàng thương em, nhớ em tất cả là em. Còn gì đẹp bằng lúc ta sum vầy. Cầu mong sao duyên đẹp đôi, ước nguyện cả cuộc đời là được mãi mãi gần em. Em ơi suốt đêm thao thức vì em, lời ra từ lúc anh ra về. Rằng mai đây anh lại thăm, ước gì tròn cuộc đời là mình luôn luôn có đôi. Em ơi nhớ thương thương nhớ cả đêm, sao quên được phút giây êm đềm. Chờ mong sao cho trời sáng, đúng giờ mình hẹn hò là đời quên hết sầu lo. Sao em ngồi lặng lẽ để lòng anh tái tê, hãy trả lời anh đi, nghĩ gì mà đợi chờ. Nhiều lần chung ước mơ, bên nhau ta cùng hứa, quên đi chuyện năm xưa. Em biết cho chàng thương em, nhớ em tất cả là em. Đẹp bằng lúc ta sum vầy. Cầu mong sao duyên đẹp đôi, ước nguyện cả cuộc đời là được mãi mãi gần. Theo một số tư liệu cho biết thì nhạc phẩm Biết Đến Bao Giờ là sáng tác từ cảm xúc nồng nàn của nhạc sĩ Lam Phương dành cho Minh Hiếu trong thời gian nhạc sĩ và ca sĩ Minh Hiếu được gần gũi vì họ cùng sinh hoạt văn nghệ trong Biệt Đoàn Văn Nghệ Trung ương. Họ đã cùng trải qua những buổi lưu diễn tới những thôn làng xa xôi, những vùng đóng quân lạnh lẽo nơi núi rừng. Minh Hiếu có một nhan sắc duyên dáng và đài cát, cùng giọng hát trầm ấm, gợi cảm. Với thanh sắc ấy, ca sĩ Minh Hiếu tất nhiên được rất nhiều người mến mộ. Trong số đó có cả người nhạc sĩ đa tình Lam Phương. Biết Đến Bao Giờ dường như chỉ là một câu hỏi mông lung cho một chuyện tình đơn phương không hứa hẹn, vì ông đã phải thốt: ta quen nhau bao lâu, nhưng tình đã có gì đâu. Cuối cùng thì tình yêu ấy vẫn chỉ là mơ ước. Đời trai trong chinh chiến vẫn miệt mài nơi rừng sâu, còn chăng chỉ là những cánh thư hồng
làm ấm lòng người chiến sĩ trong những ngày sương gió. Vạn ngày sâu biết tìm vui chốn nào, ta quen nhau bao lâu nhưng tình ta có gì đâu. Nhiều khi anh cũng muốn biết bao giờ mới có tình yêu, cho lòng không thấy quạnh yêu khi đêm rừng buông xuống tình liêu. Dù đời mình còn dài nhưng ngày vui trong tàn, ta thương nhau đi thôi cho mong không vỡ thành đôi. Từ khi anh là lính chiến không về thăm ghé nhà em, đâu còn nghe tiếng cười thâu đêm buồn ơi sao là buồn. Ôi ước mơ nhiều cũng thế thôi. Đời chỉ làm bạn cùng sương gió, nghe gió đêm từng cơn ru cô đơn, biết cho chăng đêm nay chiến trình mang thân trai đi ngàn phương. Đời chỉ ân ái với cánh thư hồng ốc là rừng chập trùng giá lạnh trai chiến trường. Đêm nay xa quê hương, xa lìa tiếng nói người thương. Ngày anh lên đường chiến đấu hoa lòng đã trốn tình yêu, nhưng chờ đâu thấy người em yêu chờ đến xuân về chiều. Ngày sâu biết tìm vui chốn nào, ta quen nhau bao lâu nhưng tình ta có gì đâu. Nhiều khi anh cũng muốn biết bao giờ mới có tình yêu, cho lòng không thấy quạnh hiu khi đêm rừng buông xuống tịch liêu. Dù đời mình còn dài nhưng ngày vui trong tàn, ta thương nhau đi thôi cho mong không vỡ thành đôi. Từ khi anh là lính chiến không về thăm ghé nhà em, đâu còn nghe tiếng cười thâu đêm buồn ơi sao là buồn. Ôi ước mơ nhiều cũng thế thôi. Đời chỉ làm bạn cùng sương gió, nghe gió đêm từng cơn ru cô đơn, biết cho chăng đêm nay chiến trình mang thân trai đi ngàn phương. Đời chỉ ân ái với cánh thư hồng ấp rừng chập trùng giá lạnh trai chiến trường. Đêm nay xa quê hương, xa lìa tiếng nói người thương. Ngày anh lên đường chiến đấu hoa lòng đã trốn tình yêu, nhưng chờ đâu thấy người em yêu chờ đến xuân về chiều. Ngày anh lên đường chiến đấu hoa lòng đã trốn tình yêu, nhưng chờ đâu thấy người em yêu chờ đến xuân về chiều. Ngày anh lên đường chiến đấu hoa lòng đã trốn tình yêu. Quý vị
vừa đã cùng chúng tôi lắng nghe 11 sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương đã được ông viết cho bà Bóng Hồng đã đi qua cuộc đời tình cảm của ông, đó là nữ nghệ sĩ Túy Hồng, ca sĩ Bạch Yến và ca sĩ Minh Hiếu. Chương trình Tơ Lòng Trên Phím Nhạc kỳ thứ 94 xin được dừng lại ở đây và chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thứ 95 với những ca khúc được ông sáng tác cho nữ ca sĩ Hạnh Dung. Quý vị vừa cùng chúng tôi theo dõi chương trình Tơ Lòng Trên Phím Nhạc kỳ thứ 94, nói về nhạc sĩ Lam Phương và những bài tình ca của ông. Chúng tôi xin thân ái chia tay cùng quý vị khán thính giả nơi đây. Ước mong chương trình vẫn sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của quý vị khán thính giả nhằm góp phần bảo tồn và phổ biến những tác giả, tác phẩm của nền tân nhạc Việt Nam. Xin quý vị tiếp tục ủng hộ tinh thần của chương trình qua việc đăng ký kênh, chia sẻ bình luận, góp ý và giới thiệu chương trình đến với bạn bè thân hữu. Xin hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.